Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Huyện đoàn Krombuk tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 tại Cư Né. Đảng Bộ Cư Né tổ chức hội nghị tổng kết Đảng Bộ năm 2023. Đảng ủy xã Chư Bân tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân xã E Ngai khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã E Ngai tổng kết năm 2023. Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông cho học sinh. chiều ngày 28 tháng 12, huyện ủy Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hờ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Đăng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Inimlo, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá hiệu quả cũng như phân tích hạn chế trong công tác dân vận năm 2023 của huyện nói chung và các đơn vị trên địa bàn huyện nói riêng. Qua đó trong năm, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tích cực đổi mới hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của huyện công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong công tác dân vận ngày càng chặt chẽ đồng bộ công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước được quan tâm thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo xây dựng nông thôn mới Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tổ chức thành công hội thi dân vận khéo cấp huyện năm 2023. Hội nghị cũng đã thông qua quyết định tặng giấy khen cho ba cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2023. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Sáng ngày 28 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư huyện ủy đã đến dự. Hội nghị do các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì. Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả cũng như hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện năm 2023 thực hiện nghị quyết của huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện trong năm qua ủy ban nhân dân huyện Crong Búc đã tập trung chỉ đạo các ngành phòng ban đơn vị địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra qua đó tình hình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định an sinh xã hội được đảm bảo quốc phòng an ninh được tăng cường giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu 21 trên 23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 2 trên 23 chỉ tiêu không đạt. Về lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 4.641 tỷ đồng bằng 100,4% kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế theo giá trị sản xuất đạt 7,76% đạt 106,3% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người là 52 triệu đồng, đạt 113% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 614 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch. Bình quân mỗi xã đạt 15,3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổng thu ngân sách đạt 101 tỷ đồng, đạt 101% chỉ tiêu hội đồng nhân dân huyện giao. Văn hóa xã hội tiếp tục được chú trọng, chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định và có những bước phát triển. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm, chủ động thực hiện. Công tác tuyên truyền, tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Trong năm 2023, số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đạt 14.300 hộ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, một số nội dung các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ tại hội nghị như việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự xây dựng, họp trợ không đúng quy hoạch, quy định vẫn còn xảy ra. Kế hoạch công tác quy hoạch đô thị trung tâm hành chính huyện, tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Đông Bí thư huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương năm 2023. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ các phòng ban đơn vị cần chú trọng thực hiện của năm 2024, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyên truyền chỉnh trang đô thị, kêu gọi thu hút đầu tư và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện cũng phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Huỳnh Thuyền, giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Búc, được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban đơn vị địa phương trên cơ sở 23 nhóm chỉ tiêu năm 2024 đã đề ra, khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa nhiệm vụ của từng đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán 2024 làm tốt công tác an sinh xã hội, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Sáng ngày 28 tháng 12, huyện đoàn Krông Búc phối hợp với các cơ quan đơn vị, các mạnh thường quân trên địa bàn huyện tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 tại xã Cư Né. Chương trình tình nguyện mùa đông là hoạt động được tổ chức thường niên do huyện đoàn Krông Búc kêu gọi các mạnh thường quân trên địa bàn huyện tổ chức tại các xã. Tại chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023, huyện đoàn Cương Búc cùng các cơ quan đơn vị, các mạnh thường quân trên địa bàn huyện trao những phần quà ý nghĩa cho bà con nhân dân và học sinh tại Cư Né. Đã có 30 chiếc chăn bông và 30 phần quà là các nhu yếu phẩm được trao tận tay, 30 hộ gia đình nghèo, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, đã trao 4 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó với số tiền 300.000 đồng một suất. Bảo hiểm Y tế huyện Krông Búc trao 22 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh trên địa bàn xã. Chỉ đoàn Trung tâm Y tế huyện trao 60 phần quà sữa tươi cho trẻ em. Thông qua chương trình Tình nguyện mùa đông nhằm phát huy vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mang lại niềm vui cho trẻ em. Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trên Né. Để bà con có một mùa xuân yêu thương, ấm áp và hạnh phúc, giúp các em thiếu nhi có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chiều ngày 28 tháng 12, Đảng bộ Cư Né tổ chức hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2023, triển khai nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đến dự với hội nghị có đồng chí Inimelo, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Trong năm 2023, Đảng bộ Cư Né đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết đề ra, thực hiện 14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra từ đầu năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 92% kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt gần 84% tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,84%, còn 7,17%. Lĩnh vực kinh tế phát triển đồng đều ở các nội dung sản xuất nông lâm nghiệp, công tác khuyến nông và chăn nuôi thú y. Các hoạt động kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, góp phần giải quyết công an việc làm, phát triển kinh tế, góp phần xoa đói giảm nghèo. Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra giám sát đạt 100%, có 15 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng. Tổ chức mặt trận và các đoàn thể có sự phối hợp trong các hoạt động chuyên môn được cấp trên đánh giá cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Inimelo, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng Bộ Cư Né trong năm 2023. Đồng chí cũng mong muốn rằng phát huy những kết quả đạt được, tập thể Đảng Bộ Xã sẽ thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu đề ra của năm 2024. Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 6 tập thể 38 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023. Sáng ngày 27 tháng 12, Đảng ủy xã Chư Bân tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2023, ban chấp hành Đảng ủy xã Chư Bân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Kinh tế của xã có hướng tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo và tạo được một số điểm nhấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 100% kế hoạch, thu ngân sách đạt 226% so với dự toán giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,13% so với năm 2022. Xây dựng nông thôn mới được chú trọng thực hiện, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội thực hiện kịp thời, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Năm 2024, Đảng ủy Chư Băng đề ra các chỉ tiêu giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành 19 trên 19 chỉ tiêu trong năm 2024 đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, Đảng ủy xã Chư Bân đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Sáng ngày 28 tháng 12, Hội đồng nhân dân xã ngay tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Đảng Bộ và Nhân dân xã Ngai đã giành được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất lương thực có hạt đạt 180 tấn, đạt chỉ tiêu xã giao. Công tác thu ngân sách đạt 130% so với dự toán huyện giao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 235% chỉ tiêu giao. Tỷ lệ học sinh đến trường là 100% tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,92% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người là trên 47 triệu đồng trên một người trên một năm. Xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, Hội đồng Nhân dân sẽ ngay tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát, Ủy ban nhân dân xã nâng cao chất lượng giải quyết những tồn tại hạn chế trong quản lý điều hành, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới và sáng tạo, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Ngai Khóa năm nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 6 nghị quyết về công tác thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Ngày 6 tháng 12, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã ngay tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã ngay đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo hướng dẫn của ngành cấp trên, triển khai kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam chung tay vì người nghèo tham gia giám sát phản biện xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên hội viên tham gia xây dựng đảng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2023 của xã. Hội nghị cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã năm 2023. Sáng ngày 22 tháng 12, Ban An toàn Giao thông huyện Krung Búc phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật giao thông và lái xe an toàn cho học sinh trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu. Tham gia tranh tài tại cuộc thi gồm 3 đội thi, mỗi đội có 5 học sinh, đến từ trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu và hơn 500 em học sinh là khán giả cổ vũ. Các đội thi đã trải qua hai phần thi, gồm phần thi lý thuyết và phần thi thực hành. Tại phần thi lý thuyết, các đội thi trả lời 20 câu hỏi của ban tổ chức xoay quanh các nội dung quy định của luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đối với phần thi thực hành, các đội thi lần lượt cử 5 thành viên thi thực hành lái xe trên sa hình do ban tổ chức chuẩn bị. Ban tổ chức cũng có phần thi dành cho khán giả tham gia cổ vũ, tạo ra bầu không khí vui tươi sôi nổi, nhận được sự quan tâm tham gia của đông đảo các em học sinh với mục tiêu hạn chế giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh. Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường học, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các trường hợp là học sinh vi phạm, sẽ gửi thông báo về nhà trường, gia đình để phối hợp xử lý theo quy định. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Crong Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.